Cơm ở nhà mẹ nấu chay ngán, bước cơ đời ăn lẩu tự soi phần 3. Mấy bữa trước là ăn cơm ngán rồi, bữa nay chuyển qua ăn lẩu nha. Để coi bên trong phần lẩu tự soi này sẽ có gì. Cục này hình như là miếng, được thêm mấy cục cá viên nè. Còn cái này chắc chắn là nước lẩu rồi. Cuối cùng bên dưới chúng ta sẽ có một đôi đũa hơi phèn, một cái gói tự soi. Còn cái này theo kinh nghiệm của tôi là chắc rau củ rồi. Thông thường bên cơm thì sẽ có mức nước, còn này chắc đổ đầy quá. Đây là tất cả những gì có trong hộp, đọc sơ qua hướng dẫn sử dụng cái. Ok, bắt đầu. Trời, cục miếng có nhiều đây đủ ăn không trời? Thôi kệ, lát thiếu đi ăn hủ tiếu. Được đâu đó 7 cục cá viên với lại hình như là tàu hũ. Còn đây là phần vị lẩu, nhỉnh màu này coi bộ cay à. Ông nào mà comment giống giống đi chết với tôi. Tiếp theo là bịch rau củ, không rõ nó là cái gì mà hình như là củ sắn thì phải. Giờ thì xếp xếp gọn gọn lại rồi đổ nước vô. Thề cầm đôi đũa này ứa gan thật sự. Đũa thì nó phải như thế này, đúng nhận sai cãi nha anh em. Cái này lẩu chắc đổ nhiều nước, thôi cứ đổ nhiêu đây là được rồi. Cuối cùng tiết mục được mong chờ nhất, gói tự soi. Nhưng mà nó hơi phèo phèo làm sao anh em. Đại nãy giờ chưa soi nữa nè, tôi phải tác động vật lý một hồi thì nó mới soi lên được.